Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh nhắc tên Thùy Tiên, công bố điều ý nghĩa, nàng hậu có nguy cơ bị hội chị em tẩy chay. Mới đây trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog vừa đăng tải bài viết thông báo tin vui về dự án Thùy Nguyện của anh và Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, nam YouTuber chia sẻ số tiền được hai công ty của anh và Thùy Tiên đã trích đúng 50% như cam kết dành cho dự án điểm trường yêu thương tại vùng cao Việt Nam. Qua đây, anh cũng bày tỏ lòng tri ân đến những người đã đồng hành cùng anh và những dự án ý nghĩa. Cảm ơn cộng đồng Tem Châu Phi đã đồng hành và lan tỏa dự án cùng Linh và Tiên. Danh sách các cá nhân, đơn vị đã mua sẽ được cập nhật sau. Cảm ơn anh Mạnh Cường, chị Nga Nguyễn, BVTV đã hỗ trợ cho nhóm về các điểm trường. Mọi thông tin chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong buổi livestream trò chuyện mới nhất, Quang Linh viết. Ngay khi xuất hiện, bài đăng của Quang Linh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai nấy đều cảm phục những gì mà anh và Thùy Tiên đã làm cho cộng đồng. Bên cạnh đó, mọi người cũng bày tỏ mong muốn anh sớm về Việt Nam để cùng bạn gái tin đồn thực hiện thêm những dự án ý nghĩa tại quê nhà. Về phần Thùy Tiên, sau khi kết thúc nhiệm kỳ và trao vương miện cho chủ nhân mới của Miss Grand International 2022, Thùy Tiên vẫn là người đẹp nhận được sự chú ý từ đông đảo fan sắc đẹp Việt Nam lẫn quốc tế. Trong đó, cô cũng cho biết mình còn nhiều dự định dang dở và sẽ thực hiện khi về Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang tất bật về chuỗi hành trình dày đặc. Hiện tại, Thùy Tiên vẫn luôn luôn thay đổi không ngừng để hình ảnh tránh nhàm chán trong mắt khán giả. Vừa qua, bà Trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung cùng Hoa hậu Thùy Tiên, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Mai Phương thực hiện chương trình Thùy Nguyện Tết. Ngoài các nàng hậu kể trên còn Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Phương Nhi, Thùy Linh, Ngọc Hằng, người đẹp nhân ái Ngọc Mai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Việt Nam, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình Tết Hạnh Phúc cho bà con có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng. Chương trình Tết Hạnh Phúc tại Hà Tĩnh diễn ra dịp cuối năm, mỗi ngày đoàn sẽ thăm và trao quà cho bà con ở các huyện. Đặc biệt, đoàn còn tổ chức dân hương tại đài tưởng niệm thanh niên xung phong và mộ 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc, đồng thời giao lưu trò chuyện cùng đoàn thanh niên và ban quản lý khu di tích tại huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Hương Sơn là những vùng núi, vùng đất chịu thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và có nhiều người đồng bào dân tộc còn khó khăn về đời sống kinh tế. Các nàng hậu cũng đã ghé đến đây để trao quà cho bà con ăn Tết. Riêng các hộ gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn sẽ nhận được túi quà Tết cùng bao lì xì 5 triệu đồng. Đoàn cũng trực tiếp đến thăm hỏi, trò chuyện và lắng nghe những chia sẻ từ các hộ gia đình đặc biệt này. Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Thùy Tiên đã đăng tải một đoạn clip khiến dân tình đứng ngồi không yên. Theo đó, trong khi chỉ có mỗi cô nàng khoe nhan sắc xinh đẹp, thì các mỹ nhân còn lại đều bị dìm hàng không thương tiếc. Đáng chú ý, các tên sở hữu nhan sắc nổi bật như Lương Thùy Linh, Thiên Ân, Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Thảo và những người đẹp khác đều không thể thoát nạn. Bất ngờ nhất chính là Tiểu Vy, dù sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng, thế nhưng Tiểu Vy lại là người bị dìm thảm hại nhất, khiến fan sắc đẹp suýt không nhận ra cô nàng. Sau khi đăng tải đoạn clip vô cùng lầy lội này, cư dân mạng đã chia sẻ và bình luận liên tục. Thùy Tiên cũng chính là minh chứng cho câu chuyện thường thấy, Facebook ai người đó đẹp. Thông qua các hành động hài hước này, cư dân mạng cũng đủ biết các nàng hậu thân nhau đến mức nào. Chưa kể, đây cũng là lần hiếm hoi, những khung cảnh dìm hàng của các mỹ nhân xinh đẹp về bít bị lộ ra và khiến dân tình không khỏi thích thú. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.